Now to the COVID crisis and the race to vaccinate as restrictions are eased in places and hiện tại như bây giờ về con việc này thiên ở trên nước Mỹ họ đang chạy đua để mà chích ngừa về con việc <laughs> này đang lo ngại về cái chuyện con việc này thiên biến thể đang xảy ra ở trên nước Mỹ và hiện tại như bây giờ cũng có tổng cộng là 43 triệu 206.190 người đã được kích ngừa COVID-19 trên nước Mỹ. Và ngay bây giờ số người nhiễm bệnh nằm trong nhà thương đang được giảm xuống. Ngay lúc này có 80.055 người đang nằm trong nhà thương. Và hiện tại đang lo ngại về cái chuyện mà COVID-19 biến thể đang xảy ra ở trên nước Mỹ. as if the nation were turning a corner tonight key metrics are trending in the right direction trong lúc này ngày hôm nay trên nước Mỹ đang đi về cái hướng rất là tốt về con virginia nhiều nhà thương ở trên nước Mỹ được giảm xuống số người bị nhiễm ở trong đó Seven day average for daily infections has not been this low in three months và trong vòng 7 ngày vừa qua tính đi tổng cộng có 98.048 người hiện tại đang nằm nhà thương. Đây là cái chuyện rất là tốt đã xảy ra từ hồi 3 tháng tới bây giờ. Đó là từ hồi tháng 11 ngày 3 Tây 2020 tới bây giờ. Tính ra là số người thấp nhiễm bệnh trong nhà thương. Bà bác sĩ bà nói cho biết hiện tại chúng ta đang đi về cái hướng rất là tốt in a very serious situation. Among the most dangerous threats, the proliferation of virus variants. Hiện tại ngay bây giờ đang bị đe dọa đó là COVID-19 biến thể xảy ra. Today, some 700 cases, strains from three countries, are just the tip of the iceberg. Ngay bây giờ thì có 700 uh, case khác nhau ở trên nước Mỹ về bị nhiễm COVID-19 biến thể của ba nước khác nhau đó là bên UK về Covid-19 biến thể thì bị nhiễm tổng cộng là 33 triệu bang ở trên nước Mỹ. Còn về Covid-19 biến thể của bên South Africa thì bị là 3 triệu bang trên nước Mỹ. Về Covid-19 biến thể bên Brazil thì có 2 triệu bang bị nhiễm và cũng có con vật này thiên biến thể có cái thì bị nó còn nhẹ nhẹ có cái thì bị rất là nặng và có thể gây ra nguy hiểm rất là nhiều time, so like New, York, Colorado, and New York cho tới Colorado California, California một trong những tiểu bang ở trên nước Mỹ mở cửa trở lại nhiều chỗ khác nhau. Iowa's governor just eliminated the state's face mask mandate. ở bên Iowa hiện tại ngày hôm nay chính phủ bên đó họ cho mọi người ai thích đeo khẩu trang thì đeo không đeo thì thôi what some call basic và cũng có nhiều người nói Iowa làm vậy là không có tốt cho lắm tại vì theo cái đơn giản bình thường thì phải cần đeo khẩu trang hiện tại như bây giờ đó là theo những nhà nghiên cứu họ nói ngay lúc này, lo ngại về COVID-19 biến thể có thể bị tăng. Nhà chức trách họ kêu gọi tất cả mọi người đừng có nên đi travel to gather in groups. và đừng nên tụ tập quá đông người và hãy tới những cái chỗ như vậy để mà chích thuốc ngừa. But that too remains part of the problem. Và đây cũng là một trong những cái problem đang có hiện tại ngay bây giờ. Và cũng có rất là nhiều người Mỹ hiện tại không có được chích thuốc ngừa, rất là khó khăn để mà chích thuốc ngừa. Và cũng có một mớ những người Mỹ không muốn chích thuốc ngừa. Đây là một trong những chỗ lớn mở cửa trả lời để chích thuốc ngừa. Phần nửa người của trong khu cảnh sát ở chỗ này thì họ không có chịu chích thuốc ngừa. When it's most Và ngay bây giờ trên nước Mỹ thì cũng có, có rất là nhiều người đang muốn chích thuốc ngừa. And... Thống đốc của bên Maryland, ông Larry, ông nói đây là cuộc đua. Đùa mà để chích thuốc ngừa ở trên nước Mỹ đâu là đó. Tại vì ngay bây giờ con covid thiên biến thể đang lây nhiễm nhiều chỗ khác nhau trên nước Mỹ. Cho nên cái tiểu bang của chúng tôi ở đây đang rất là cần thuốc ngừa của covid thiên. Tại vì covid thiên biến thể đang lây nhiễm càng ngày càng nhiều. Chúng tôi đây muốn chích thuốc ngừa thêm nữa cho nhiều người are improving but the threat is far from over. Ngày hôm nay về cái chuyện chích thuốc ngừa của con Covid-19 thì nó cũng đang tốt một chút xíu. Nói về hết về Covid-19 thì không có hết mỗi ngày đều tiếp tục để mà đấu tranh để mà chích thuốc ngừa cho Covid-19. Long known as providers for their communities, places chỗ này đó, nghe cái nhà thờ chỗ này thì họ giúp đỡ cho cộng đồng rất là nhiều từ trước tới giờ ngay nhà thờ chỗ này họ làm việc với những người bác sĩ này kia để giúp đỡ cho những cái chuyện tiếp chủng ngừa cái tiếp đây sẽ tiêm chủng ngừa cho những cái khu neighborhood vòng vòng ở chỗ này chỗ mà bị nặng về con việc này cái nhà thờ nhưng mà ngay bây giờ thì họ biến trở thành lại là, là cái chỗ tiêm chủng ngừa luôn. Tại chỗ nhà thờ đây thì đa số cộng đồng ở đây đi tới đây rất là nhiều. Ai cũng biết tới cho nên ngay giờ họ biến chỗ này lại trở thành là chỗ chích thuốc ngừa. The of and in New York City. Ở New York, cái khu ở chỗ này đó là cái khu mà bị nhiễm nặng và số người chết rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay họ phải làm vậy. Giống như vậy, những người tới đây đến xếp hàng check-in, check-in là ký tên, rồi khi vô trong đó lấy cái số, sau khi đó đợi, rồi sau khi đó vô trong cái chỗ này. Rồi sau khi đó lại như cái bước này ngồi xuống ký giấy xong, rồi sau khi đó chích thuốc ngừa, cái kiểu là như vậy. of color. Ba bác sĩ này, bả là một trong cái nhóm người mà giúp đỡ cho những người low income không có kiếm được nhiều tiền. bả chim không có làm gì giúp đỡ cho những người dân ở chỗ này. Elderly, um, for... Giờ chúng tôi ở đây để mà ráng uh, cố gắng để giúp đỡ cho về cái chuyện chích ngừa cho những người lớn tuổi ở chỗ này. Đa số những người này là nằm trong cái hộ giống như nghèo mà cũng không có cơ hội hoặc là đi tới đi lui nhiều những cái chỗ nào khác cho nên họ đem tới đây để chích thuốc ngừa giúp ở đây Andrew and ông Andrew và ông thị trưởng và ông thống đốc của ở uh, bên New York to họ đưa ra những cái list tới những chỗ cộng đồng để mà cho chích thuốc ngừa ở những chỗ cộng đồng nghèo chỗ này đây là cái cách họ làm để mà cho tất cả mọi người được kết thúc ngừa ở bên New York cho nó tiện cho tất cả đó. The of age or... Và nói là những cái người này họ không có thể đi tới đi lui nó tiện đó, cho nên họ mới lập ngay chỗ này tại đa số người đây thì có một mớ người lớn tuổi quá đi xa họ không muốn đi hoặc là bị à, về heo về sức khỏe này nọ thì phải cần đi tới lui bất tiện cho nên họ mới đem tới chỗ này để mà chích ngừa cho lợi gần cho tất cả và cái kiểu giống như New York đó những người uh, ông me rồi uh, ông thị trưởng ông thống đốc bên đó đang kiếm cách mà chích chích ngừa cho hết tất cả luôn cho nên họ đưa tới những cái chỗ cộng đồng để để ngay đó để chích thuốc ngừa ngay đó luôn còn chỗ nào được thì họ set up lên à, từ những cái chỗ nhà thờ họ set up những chỗ chích thuốc ngừa cho tới chỗ Yankee Stadium chơi bóng á chỗ mà tân vận động lớn đó Hiện tại thì cái nhóm này họ đã làm được được là có 37.000 người đã được kích thúc ngừa. Tổng cộng là 37 chỗ khác nhau.